đây đó. Ở đây cứu cá mập. Mấy anh người dốt tràm quá. Chào buổi sáng các bạn. Và bây giờ là 5:30 sáng. Tối qua phải nói là một đêm ngủ rất rất là ngon. Lâu rồi mình mới được ngủ trên một cái giường to đến vậy. Các bạn thấy là giờ này cái phía bên tay này của mình không? Đây, ở trên đây nó còn nguyên cái mặt trăng luôn. Và mình đang quay cảnh timelapse lúc mà mặt trời mọc, kiểu sóng đánh dập dồ, rất là đã, rất là vô mốt luôn. Mặc dù là mới 5:30 sáng thôi, nhưng mà ở đây thì mình thấy là bắt đầu nó đã sáng dần lên rồi. Những thành viên của team ướp bây giờ còn đang ngủ. Chắc là bây giờ mình sẽ gương mặt súc miệng, sau đó sẽ gọi tụi nó dậy nha. Nhiều gái bận đây. Nhiều gái. Các bạn ơi, thì sáng giờ mình có quay một số video cho bé mở. Và bây giờ tụi mình đang tắm biển. Trời bây giờ chắc là mới 7 giờ mấy sáng thôi. Wow. Và nắng rất là dịu, nắng dịu hơn Hà Nội. Lâu rồi tụi mình, mày định tụt quần tao. Lâu rồi tụi mình không có đi tắm biển như thế này. Cảm giác rất là vô mốt. Mới bơi từ ngoài kia vô đây á. Trời ơi, chơi trò lụm cái quần của Bảo. Mát. Mát. Ờ, anh nghĩ là quần của Mát dễ tụt hơn á Bảo. Quần Mát tôi được anh. Sao anh? Dạ đúng rồi. Thì đó, ở đây có cá mập. Mình phải qua bên kia. Ừ. Nói nè. Có cá mập á anh. Đang tắm thì anh security kêu tụi mình lên. Tại vì anh nói là chỗ này có đá ngầm để đựng tắm chỗ này, nên qua cái bãi bên phải tắm thì nó sẽ an toàn hơn. Chắc bây giờ tụi mình sẽ vào trong để ăn sáng nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi mà tắm biển xong thì tụi mình đã về phòng thay đồ. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để ăn sáng nha. Để coi bữa sáng ở đây phục vụ những món gì. Mình nhìn thấy là sang trọng rồi đó. Sáng nay thì ăn buffet nha mọi người. Món này chỉ muốn ăn nữa mà. Sao mát quá, muốn ăn món này là trội nhiều món quá vậy. Wow. Ăn trưa luôn đi mát. Ừ, ăn cho chiều cho tối đi. Ăn cái tối luôn á. Ăn tối luôn. Chơi vậy hơi lầy đó. Không tinh bột. Okay. Bacon. Bacon and rau không tinh bột. Ok. Dạ ơi, anh cầm cam rồi, em lấy hai đứa mình ăn chung nha. No. No. Anh ăn cái gì? Em lấy gì anh ăn cái đó. Sâu lầy. Ôi kìa dạ. Cho anh một miếng này. Ờ, một miếng đó luôn. Một miếng chả cá luôn em. Ờ, quên chả lụa. Ba tê phô mai luôn. Các bạn ơi, mình thấy ở đây có bò kho nên mình lấy một chén bò kho. Ăn bò kho cho nó nhiều đạm. Có thịt một tí. Bữa giờ thèm bò kho quá. Bò kho chấm bánh mì ăn là nhức nách. Ở đây có trứng luộc. Trứng đây ngộ quá ta. À, tại vì dưới nhìn dưới cái này mình thấy nó lạ lạ. Các bạn ơi, thì đồ ăn của tụi mình đã lấy lên rồi. Ở đây thì có rất là nhiều món, chẳng hạn như cơm chiên, bún mì xào, đồ này nọ luôn. Nãy giờ Mát là nó lấy chắc là 8 dĩa rồi đó. Dâm ơi, em ghiền bò kho lắm à. Em nghe thịt bò lắm rồi anh, không biết sao em ăn một chén thôi em ghiền luôn hả. Vậy là thịt bò chỗ này ngon đúng không? Ừ, xuất sắc. Xuất sắc. Có 9.5. Thiếu điểm gì mà không phải 10 điểm? Sao mọi người ăn nhiều quá vậy nãy giờ? Em đã ăn rau không em? Trời ơi, ăn quá trời ăn luôn thiệt tình rồi. Mát nãy giờ mấy dĩa rồi? 3 dĩa gì đó ai biết.
Các bạn ơi, nãy giờ tụi mình ăn uống no nê xong rồi và bây giờ chắc là mình sẽ đi vòng vòng để chụp hình, tại vì resort này các bạn thấy là cảnh rất là đẹp đúng không? Và bây giờ mình và bé Mở sẽ đi vòng vòng để kiếm mấy cái chỗ nào đó chụp hình nha. Resort không có chết luôn mọi người. Một màu xanh. Chắc mình ra mấy cái chỗ, mấy cái cầu thang này nè. Các bạn ơi, mình vừa chụp hình xong và phải nói mệt thiệt là mệt. Quay chụp những cái tấm mà mình cộng bà sinh đi á, ôi bà mập nhiều à, đổ hết cả mồ hôi hột. Nhưng mà hình đẹp các bạn à. Các bạn ơi, tối nay thì tụi mình đi ăn tối ở một nơi mà Max sẽ bao à, thằng Max nó đi đâu mất tiêu rồi mình cũng không biết nữa. Và bây giờ thì mình sẽ thử tài. Các bạn thấy mình đang đội cái nón gì không? Cái nón Racing Boy của Jimmy. Hôm nay thì Hi Ha không có chở Jimmy nữa, mà Hi Ha chở mình trên con xe mô tô. Để bây giờ mình trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên đi xe phân khối lớn là như thế nào. Phân khối lớn, 150 thôi. 150 là cũng hơn rồi, bình thường anh đi xe có 50 à. Đây, chiếc này đây các bạn à. Demon Special GBX. Chiếc này bao nhiêu vậy ha? 7 mấy 80. Ủa sao yên ngồi nhỏ vậy? Anh có cần đổi này lại không? Cần. Anh phải khép này lại hả? Cần, ừ. Khép lại làm sao? Để xuống. Ừ. Đã dài chặt chưa? Rồi, ok đó. Ok đúng không? Ngồi im nha, nói trước á. Ngồi im, ok, ngồi xích im. Xích lên nổi. Xích ga đúng không? Ừ. Má anh người rất tràm quá. Cầm này quay nha, nói trước á. Anh cầm chắc, anh cầm chắc. Mình ngồi á mà mình phải xích ga đằng sau, tại vì lúc nào cũng phải chúi ra phía trước á. Test xe bạn ơi. Cầm giùm anh. Để nó có bị giật á, chứ không có bị giật. Anh đâu, hồi nãy chạy là anh có ôm Hi Ha đâu, anh đâu có ôm gì đâu. Anh chỉ ngồi im thôi. Cảm giác test xe đã lắm bạn. Để cảm ơn cho chuyến đi resort này thì Mark đã quyết định là bao nguyên nhóm tụi mình ăn. Chỉ bao cái gì, cái thôi cái bịch này thôi bạn. Không còn có đâu. Anh nghe nói là mình đang trong một cái quán ốc, quán nhậu gì đó thì đi ở đây chỉ có 13 người thôi. Anh thấy là anh thấy tên ốc không? Ốc Thành Vân. À, ốc Thành Vân. Anh có thể liên hệ cho ốc Thành Vân để nhận sponsor của em thì không? Ốc Thành Vân. Nhưng mà em bao. Tại sao em phải bao? Tại vì hôm nay là sinh nhật của em. À, sinh nhật em cách đây nửa tháng rồi. Ủa đâu, 2 tháng. No, em nhớ nhầm rồi. Thật ra là em có 2 ngày sinh nhật lận. Anh mới nhớ nhầm á, thực ra là đây là tháng 6 đúng không? Là gần sinh nhật Bảo, nhất Bảo bao. Nhưng mà sinh nhật em qua rồi. Sinh nhật của em. Em qua tháng rồi. 6 nhưng mà chúng ta vẫn còn trong tháng 6 Bảo à. Đúng rồi. Ok, bữa nay Bảo bao, cảm ơn Bảo. Nói chung là tụi mình cũng ra rất giúp Bảo quay nhiều video, các bạn có thể coi trên Bảo, nhưng mà Bù với Bảo sẽ cùng nhau bao cho mình, cho nên là Trinh ơi, vỗ tay cảm ơn Bảo. Trinh ơi, hôm qua mới quay video được chú bao giờ hết rồi. Ê, tính ra anh bữa trưa anh hứa là chưa bao nó đồ ăn luôn. Chưa bao, giờ là bù lại đó, giờ bao. Không, anh bù lại trưa ngày mai. Tại vì trưa là em trốn trong phòng, em không đi với anh. Trưa nay Bảo bị đau bụng anh. Tự nhiên máy tính mở liên minh lên cái tiền nó đau bụng quá nhà. Ok, hiểu rồi. Hiểu sao? Không biết là các bạn đi ăn quán nhậu như thế nào, nhưng mà mỗi lần mà tụi mình đi ăn quán nhậu thì chắc chắn là phải kêu món này. Sụn gà, bơ tỏi, rất ngon. Tao lại coi. Nhai giòn giòn. Là giống như có cá này hay lắm nè. Nước trong quá thì không có cá. Em mặc đồ giống quá thì anh lại nghĩ em không ngon. Cái gì cho anh lại câu đó mà anh bó. Jimmy đang cho bí kíp 1000 câu thả thính. Wow. Thêm câu khác đi. Hết rồi anh ơi. Đây nè, có một câu nè. Mời anh đi ăn tối, anh hứa sẽ không làm đồ gói em thăm. Nghiêng đầu gương mặt đăm chiêu, nhìn em anh có liêu xiêu tí nào.